bus. Ai đã lấy chiếc kéo vàng? Bằng chiếc kéo tuyệt vời của mình, tôi sẽ làm cho bạn trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Hoàn hảo. Wow. Tôi thích đấy. Yeah. Tập tôi trông thật tuyệt. Wow, bà của mình thật là tuyệt vời. Chiếc kéo vàng của anh quả thật là tuyệt vời. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Người tiếp theo. Anh Tony, hãy cắt cho tôi kiểu đầu giống như thế này. Không vấn đề gì. Bằng chiếc kéo tuyệt vời của mình, tôi sẽ làm cho bạn trông thật ngầu. anh ý đi đâu mất rồi? Anh lười ơi. Cái kéo của tôi đâu rồi? Tôi mất cái kéo vàng của mình rồi. Anh Tony, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Laprado, có ai đó đã lấy trộm chiếc kéo vàng quý báu của tôi mất rồi. Cái gì cơ? Nó bị lấy trộm á? Vâng, xin hãy giúp tôi. Nếu tôi không tìm được nó, tôi sẽ phải đóng cửa tiệm mất. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Anh Lười và chiếc kéo vàng đã bị mất tích cùng một lúc có đúng không? Chính xác. Anh Lười thường là người chăm sóc chiếc kéo vàng của tôi. Anh ấy chắc chắn đã lấy cắp nó. Tôi đã phải đặt lịch trước cả tháng mới có thể cắt tóc ở đây. Tôi sẽ tìm ra anh ấy ngay. Anh đang làm gì đấy? Tôi xin lỗi. Anh Lười phản ứng rất chậm và có vẻ như anh ấy đã ở trong nhà vệ sinh một lúc rồi. Anh ấy không thể nào là người lấy trộm kéo vàng được. Anh nói là chiếc kéo của tôi tự dưng biến mất ư? Mọi vụ án đều có dấu vết. Chúng ta chắc chắn đã bỏ qua manh mối nào đấy rồi. Hả? Đây là dấu tay của một đứa nhỏ. Nhỏ. Đây là chiếc váy của con gái tôi. Ngựa con đâu rồi? Con bé vừa mới ở đây mà. Ôi không, ngựa con có thể đang gặp nguy hiểm. Gì cơ? Chúng ta cần phải tìm cô bé ngay. Trời ơi, con yêu của tôi. Dấu vết dừng lại ở đây. Hãy mau chia ra tìm cô bé. Đã rõ. Ngựa con. Tóc của tôi. Ngựa con, cháu ở đâu? Hả? Chỗ tóc này. Hả? Chỗ tóc này. Tớ làm hỏng quần áo của cậu rồi. Tớ xin lỗi. Cẩn thận đấy. Ôi, con yêu, con có làm sao không hả? Ba ơi. Ngựa con, kéo là vật rất nguy hiểm. Nhìn này, búp bê của cháu đã bị thương rồi này. Vì thế hãy cẩn thận nhé. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Anh Tony, hãy nhớ để kéo của mình xa khỏi tầm tay của trẻ con.
Ờ, vâng, tôi nhớ rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, những vật sắc nhọn như dao và kéo đều là những vật nguy hiểm, vì thế có thể làm các bạn bị thương. Không bao giờ được chơi với chúng nhé. Khi chúng ta làm thủ công hoặc các việc cần thiết, hãy nhớ phải dùng loại kéo an toàn cho trẻ em. Còn nữa, các vị phụ huynh phải luôn nhớ để các vật sắc nhọn xa khỏi tầm tay của trẻ em để giữ an toàn cho chúng. Chiếc xe ma. Đèn xanh rồi. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi. Chuyện gì vậy? Không có ai lái chiếc xe đó cả. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi vừa bị một chiếc xe ma đâm trúng ngay qua đường bên đây. Gì cơ? Một chiếc xe ma? Chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Anh ấy đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ấy thật là nguy hiểm. Thật may mà bọn tôi cũng có vẻ cứng. Anh TT. Anh là người vừa gọi cho chúng tôi phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm trúng. Và các anh biết không, không có ai lái chiếc xe máy đó cả. Đấy là một chiếc xe ma. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một chiếc xe ma ư? Tôi chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Giờ, chúng ta cần tìm ra chiếc xe đó trước. Dạ. Mọi phương tiện đều để lại dấu vết sau khi nó đi qua. Đây là vũng nước. Đây là dấu vết của lốp ô tô. Còn đây là dấu vết của xe máy. Tôi đã tìm ra manh mối. Hả? Chiếc xe đã đi lối này. Đi thôi. Hãy nhìn đằng kia kìa. Không thể tin được. Có ma thật kìa. Trên đời này không có ma thật đâu. Nhìn kìa, nó vừa rẽ vào chỗ kia. Nhanh lên. Ôi không, nó không thể đi xa được đâu. Cảnh sát đây. Ông rùa, ông có thể giúp chúng tôi đi theo chiếc xe máy đằng kia không? Được. Hãy bám chặt vào. Này ông rùa, chúng ta có thể theo kịp nó không? Dĩ nhiên là được rồi. Đi. Đi nào. Đối này. Mông tôi đau quá. Chúng ta đang ở đâu đây?
Hả? Là chiếc xe ma kìa. Hả? Dừng lại. Đấy là tắc kè. Cẩn thận đấy. Đáng sợ quá đi mất thôi. Tắc kè, anh đã vi phạm luật an toàn giao thông, anh đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đèn giao thông là tín hiệu để điều khiển giao thông. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Đèn xanh là đi. Và đèn vàng có nghĩa là đi chậm. Dù bạn là người lái xe hay người đi bộ, các bạn phải luôn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông. Nếu không, chúng ta có thể dễ dàng gặp tai nạn. Hãy nhớ nhé. Bé hà mã bị quái vật bắt. Quả cam, quả chuối, quả táo bị hỏng. À? Wow, cảnh sát trẻ Labrador, anh thật là tuyệt. Chuyện này đơn giản mà. Tôi còn ngửi được là cậu chưa tắm 3 ngày nay rồi. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn hà mã đã bị quái vật bắt đi rồi. Xin hãy cứu cậu ấy. Hả? Hả? Quái vật ư? Đừng lo nhé cháu bé, bọn chú sẽ tới ngay. Các cháu nói bạn hà mã bị quái vật bắt cóc là sao? Bọn cháu đang chơi trốn tìm. Bọn cháu đã tìm bạn ấy ở khắp nơi rồi, nhưng không thấy bạn ấy đâu cả. Mà cháu bảo rằng có một con quái vật chỉ bắt những đứa trẻ có chuyện đi tắm. Chân của bạn hà mã bốc mùi kinh lắm, nên chắc chắn con quái vật đã bắt cậu ấy đi mất rồi. Các cháu này, quái vật không có thật đâu. Đợi đã. Các cháu bảo rằng chân của bạn hà mã có mùi đúng không? Đây là một đầu mối quan trọng. Nếu chúng ta lần theo mùi chân của bạn ấy, chúng ta sẽ tìm thấy bạn ấy ngay thôi. Có mùi á? Tôi biết rồi. Trời ơi, khủng khiếp quá đi mất. Ai đã không chịu dội bột câu? Tôi nghĩ mình đã tìm thấy mùi của cậu bé. Thôi nào, đây chỉ là một chiếc giày bốc mùi thôi mà. Bạn hà mã chắc chắn trốn ở trong này. Ôi, bạn hà mã đừng lo, chú sẽ cứu cháu ra ngay. Cậu ấy đây rồi. Hà mã ơi. Có chuyện gì thế? Mà tớ nghĩ cậu đã bị quái vật bắt đi rồi cơ. Lúc này
đấy, khi chúng cháu đang chơi trốn tìm, cháu nghĩ nếu cháu trốn trong tủ thì các bạn không tìm được mình. Nhưng trong đó tối và trần quá. Cháu muốn ra ngoài nhưng cánh cửa tủ bị kẹt. Cháu sợ lắm. Hà Mã nhỏ à, trốn trong tủ rất nguy hiểm, cháu không được làm như vậy nữa. Cháu đã nhớ chưa hả? Cháu không dám đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy cẩn thận khi chơi trốn tìm nhé. Không được trốn trong tủ hoặc giường kín, các cháu sẽ có thể bị ngạt thở. Và cũng không được trốn dưới những nơi chật hẹp như gầm sofa, các cháu có thể sẽ bị kẹt. Cầu thang và ban công cũng rất nguy hiểm, các cháu có thể bị ngã và bị thương. Hãy nhớ, không được trốn ở những nơi nguy hiểm nhé.